Hôm bữa thì chúng ta đã nói về top 8 Pokemon mạnh nhất hệ băng, và cũng có ý kiến cho rằng sao tôi không kể tên như Paradox vào. Nhưng đối với tiêu chí đánh giá Pokemon tốt nhất của tôi, thì để xem xét một Pokemon thực sự tốt, thì chúng ta phải xem quá trình của nó đã thể hiện qua từng thế hệ và độ bền bỉ của nó trên đấu trường nhiều năm qua. Hoặc chúng ta phải xét về nội tại của nó và không phụ thuộc vào bất kỳ cơ chế nào của game. Ví dụ như Okapon là một Pokemon cỏ rất tốt và rất mạnh ở thế hệ 9, nhưng khoảng 40% sức mạnh của nó đến từ cơ chế Terra của game. Khi mà Terra hệ ẩn lên thì nó có thể đổi luôn đặc tính, vừa tăng khả năng công phá nhờ hệ Terra là được tăng thêm một bậc chỉ số tùy theo mặt nạ mà nó đang đeo. Nhưng mà khi Gen 10 ra mắt, tôi chắc chắn là họ sẽ bỏ đi khả năng Terra này của nó và thay vào một hiệu ứng khác, rồi cũng sẽ tìm cách để một Pokemon nào đó mới hưởng Spotlight chứ đúng không? Và tụi Paradox là những Pokemon đặc biệt của thế hệ này. Sức mạnh và đặc tính của tụi nó làm nổi bật thêm hai Pokemon huyền thoại của thế hệ này mà thôi. Qua thế hệ 10 thì tụi này phải nhường sân khấu lại cho các Pokemon kỳ lạ khác, như cách mà Ultra Beast của thế hệ 7 đã từng làm. Thành ra thì Paradox rất mạnh, nhưng tụi nó sẽ không tồn tại xuyên suốt các giải đấu, cũng như là không đi đâu dài, nên không đủ cơ sở để xét tụi nó là tốt nhất được. Nhưng các Pokemon có nội tại tốt, như là tứ hung huyền thoại của vùng Paria, nếu có thì tôi cũng sẽ xét vào, vì đây là sức mạnh thuần túy và không phụ thuộc vào hào quang của thế hệ tụi nó. Tức là khi đặt nó ở bất kỳ thế hệ nào, thì nhờ vào đặc tính, cùng với bộ chỉ số và chiêu thức đó, tụi nó đều làm tốt hết. Và với những tiêu chí như trên, thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào top 8 Pokemon hệ đá mà tôi cho là tốt nhất. Và đây sẽ là tín hiệu vũ trụ cho hơn 70% những bạn nào vẫn còn đang chần chừ, sẽ nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo mà tôi sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới trên kênh. Với những tiêu chí trên, thì chúng ta cùng bước vào top 8 Pokemon hệ đá mà tôi cho là tốt nhất. Trước tiên thì chúng ta cần có cái nhìn bao quát về hệ đá cái đã. Về điểm mạnh thì đây là một hệ tấn công khá tốt. Nó có thể khắc chế được 4 hệ là bay, bọ, lửa và băng. Trong đó thì lửa, băng và bay là ba hệ rất thông dụng trên đấu trường. Đây cũng được coi là một trong ba hệ tấn công mạnh nhất, chỉ xếp sau giác đấu và đất. Do là mang tính chất cứng cáp nhưng lại không quá bền vững như là cốt thép, nên chỉ số phòng thủ vật lý của các Pokemon hệ này trung bình sẽ xếp ở hạng 2. Theo sau đó thì công vật lý của hệ này sẽ xếp hạng 6 trong 18 hệ. Điều đó cho thấy phân bổ chỉ số của mấy Pokemon hệ này khá tương đồng với hệ đất trước đó, và Pokemon hệ này khá nổi trội về mảng vật lý. Chưa hết thì đây là một trong 4 hệ có thời tiết riêng cho mình. Khi mà bão cát được thiết lập, sẽ tăng thêm 50% thủ đặc biệt cho các Pokemon hệ đá, làm mất 1 phần 16 HP mỗi lượt cho những Pokemon nào không mang hệ đất, đá hoặc là thép, khiến cho khả năng trụ sân và gây sát thương của hệ này được tối ưu hơn nữa. Chưa kể thì hệ này có một loại bẫy riêng cho mình là bẫy đá tàng hình Stealth. Nó sẽ cấu máu phụ thuộc vào hệ của Pokemon dính phải. Đây có thể coi là một loại bẫy tốt nhất và được xài nhiều nhất. Các bạn có thể xem kỹ hơn về video đặt bẫy sân đấu mà tôi có làm khá lâu trước đây ha. Nhìn chung thì về khoản gây sát thương, hệ đá có rất nhiều công cụ bổ trợ cho Pokemon của mình. Nhưng về điểm yếu thì cho dù tấn công và phòng thủ tốt là vậy, nhưng điểm yếu của hệ này cũng không thể bỏ qua. Vì mang một sự đồ sộ cùng với vẻ ngoài rắn chắc, các Pokemon hệ này cực kỳ chậm chạp. Rất hiếm có Pokemon nào mang hệ đá nhanh nhẹn, trừ khi nó được kết hợp với hệ có tốc độ nhanh như là bay và điện. Điển hình như là Pokemon hệ bay đá Aerodactyl. Còn về mặt phòng thủ thì có vẻ hơi thọt một chút, khi mà hệ đá sẽ rất e dè trước 5 hệ khác là nước, cỏ, đất, giác đấu và thép. Trong đó thì có cỏ và nước là hai hệ có nhiều chiêu tấn công mảng đặc biệt rất mạnh, đánh thẳng vào điểm yếu và phòng thủ đặc biệt chết người của hệ đá luôn. Dù cho được bão cát hỗ trợ thì khi không có nó, điểm yếu này sẽ lòi ra một cái một. Còn một điểm yếu nữa không thể nào bỏ qua, và chắc chắn tôi nghĩ mọi người cũng rất khó chịu về điểm này, đó chính là các chiêu thức mang hệ đá có tỷ lệ trúng rất chán đời. Hầu hết không có chiêu nào có tỷ lệ trúng là 100%, phải nói là chỉ đếm được trên một bàn tay mà thôi. Đa phần những chiêu tấn công trúng 100% này lại là mảng tấn công đặc biệt, một mảng tấn công mà không nổi trội của hệ đá. Chứ còn điểm qua mấy chiêu cầm đá chọi hay ném đá giấu tay mảng vật lý thì mấy chiêu cơ bản nhất có tỷ lệ trúng rất trời ở đất hỡi. Ví dụ như cùng là một chiêu có sát thương 100, nhưng chiêu Earthquake đã có tỷ lệ trúng 100%, còn chiêu Stone Age chỉ có 80% tỷ lệ trúng mà thôi. Hay chiêu phổ biến như là Rock Slide, tuy chỉ có sát thương là 75 nhưng lại chỉ có 90% tỷ lệ trúng. Và bạn biết đó, chiêu nào không phải 100% trúng thì thực ra nó chỉ có 50% trúng mà thôi. Độc ác hơn là chiêu Meteor Beam, chiêu sạc năng lượng rồi tấn công. Có rất nhiều chiêu dạng này như là Solar Beam, Solar Blade hay là Electro Shot, nhưng mấy chiêu này sạc xong một lượt là xài được liền, hoặc là trong thời tiết trời nắng hoặc mưa sẽ xài được liền với tỷ lệ trúng 100% luôn. Nhưng chiêu Meteor Beam không được hỗ trợ bởi bất kỳ loại thời tiết nào mà chỉ có 90% trúng mà thôi. Bạn sẽ hy sinh sạc năng lượng cho đã đời, rồi tới lượt sau đó bắn hụt thì con mà đi lên núi chữa lành liền, chứ sao mà chịu nổi. Thật khó hiểu là dù có điều kiện hay là rủi ro có sẵn đi chăng nữa thì mấy chiêu hệ đá vẫn có tỷ lệ trúng rất ẻ chảy. Và tôi đã chờ cái ngày lên viết khịa này rất lâu rồi, thỏa mãn ghê nơi. Và đó là cái nhìn bao quát về hệ đá. Vậy cái hệ tấn công phòng thủ tốt có thời tiết bão kê như này
sẽ có những Pokemon nào để xứng đáng lọt vào top 8 của riêng tôi đây? Chúng ta sẽ cùng điểm qua. Mở màn cho top 8 này sẽ là Meteor. Meteor là một Pokemon thiên thạch đến từ vũ trụ. Bên cạnh cái vẻ ngoài lấp lánh màu sắc và shiny tuyệt đẹp của nó ra, thì loài này cũng được biết đến là thức ăn dự trữ cho Rayquaza trên chuyến công tác ngoài vũ trụ của ngài. Cho nên là để trở thành một thức ăn cho huyền thoại bảo vệ trái đất thì Meteor cũng phải có thực lực chứ đâu phải vừa. Đây là một trong những Pokemon chiến đấu bằng cách thay đổi hình dạng. Và nó có một đặc tính duy nhất, đó chính là Shield Down. Khi máu nó còn hơn một nửa, chỉ số của nó sẽ nằm ở mức phòng thủ, với mảng vật lý và đặc biệt đều là 100. Bên cạnh nó thì đặc tính này sẽ bảo vệ nó không bị dính bất kỳ trạng thái xấu nào. Nhưng còn sau khi máu nó bị giảm xuống 50% thì lớp vỏ bên ngoài sẽ rơi ra, để lại phần lõi bên trong. Lúc này chỉ số của nó sẽ thay đổi theo hướng tấn công, với tốc độ được tăng lên gấp đôi là 120. Nếu được tận dụng đúng lúc thì khả năng công thủ biến đổi liên tục này của nó sẽ vô cùng có lợi. Thường thì cái chiến thuật cơ bản cho Meteor sẽ là khi máu còn đầy sẽ cho nó cầm theo vật phẩm là Wild Hub, rồi dùng chiêu Shell Smash, tăng 2 bậc chỉ số tấn công vật lý, tấn công đặc biệt và tốc độ. Bù lại thì bị giảm 1 bậc phòng thủ vật lý và phòng thủ đặc biệt. Lúc này thì trang bị Wild Hub sẽ được kích hoạt, loại bỏ đi 2 điểm chỉ số bị giảm này, khiến nó trở thành một sweeper thứ thiệt. Và khi lớp vỏ trên người của nó còn thì nó cũng sẽ không bị sợ ru ngủ hay là bị dính bất kỳ trạng thái xấu nào. Hướng đi dành cho Meteor khá rõ ràng và có phần dễ đoán, nên đối thủ sẽ khá dễ bắt bài Pokemon này. Nó sẽ up thành công thì không nói, chứ mà nó sẽ up thất bại thì Meteor cũng sẽ quay trở về là một cục đá ngoài không gian bình thường mà thôi. Tôi xem xét cho Meteor ở vị trí này vì ngoài đặc tính ngăn cản trạng thái xấu ra thì bộ chiêu thức và tấn công gây sát thương của nó cũng vô cùng đa dạng, phù hợp cho các nhà huấn luyện muốn theo hướng đặc biệt hay là vật lý đều được. Acrobatics, Rock Slide, Earthquake, Iron Head, Psychic, Earth Power, Power Jam và nhiều lựa chọn khác khiến cho khả năng tận dụng lợi thế sau khi set up chỉ số được tối ưu hơn. Và nó cũng là một Pokemon hệ đá có tốc độ tốt nhất để tận dụng khả năng tấn công bao phủ hệ vốn đã rất tốt của hệ đá. Tuy nhiên thì việc sử dụng Pokemon này cũng không quá phong phú và nó cũng khó mà đe dọa được đối thủ nếu chưa set up chỉ số thành công. Thành ra ở hạng 8 mở đầu là đủ đẹp cho nó rồi. Và chúng ta sẽ qua hạng 7. Vị trí này thì tôi sẽ tuyên dương Aerodactyl. Loại Pokemon thời tiền sử này, dù cho có một thân hình đồ sộ thì nó cũng là một Pokemon hệ đá có tốc độ thuộc hạng nhanh nhất. Meteor dù thay đổi hình dạng của mình rồi thì cũng không nhanh bằng nó. Cụ thể thì Aerodactyl có tốc độ lên tận 130 và sức tấn công vật lý là 105. Tuy nhiên thì cũng như những Pokemon tấn công chớp nhoáng khác, Aerodactyl phòng thủ không được tốt cho lắm. Được cái thì bảy chiêu thức của nó đủ các chiêu tấn công có thể tận dụng tốc độ cao của nó một cách hiệu quả. Điển hình như là chiêu Rock Slide và chiêu Iron Head sẽ là hai chiêu có 30% khiến đối thủ bị flinch, không thể nào đánh được nếu Pokemon sử dụng tấn công trước. Chiêu Rock Slide này sẽ là một chiêu khống chế và đánh đa mục tiêu cực kỳ khó chịu. Nhưng đa phần mấy Pokemon hệ đá không tận dụng được chiêu này tốt vì tụi hệ đá đa số đều rất chậm. Còn Aerodactyl thì với tốc độ nhanh thuần túy được cộng thêm 50% stab hệ đá sẽ là lựa chọn tuyệt vời để sử dụng chiêu rải đá Rock Slide đầy khó chịu này. Đa phần chiêu này sẽ được học bởi mấy con Pokemon hệ khác nhưng mà nhanh hơn, chẳng hạn Excadrill là một ví dụ. Mà thật ra Aerodactyl theo hướng hỗ trợ cũng được, vì tốc độ nhanh sẵn thì nó cũng có thể khống chế Pokemon hỗ trợ bên đối phương bằng Taunt, tăng tốc độ cho đồng minh bằng Tailwind hay hồi máu cho bản thân bằng Roost, hoặc là rải đá tàng hình bằng Step Rock cực nhanh. Nói chung hệ đá đã không nhanh thì thôi, nhưng một khi có Pokemon nhanh nhẹn rồi thì có rất nhiều cái để tận dụng. Chỉ có điều đặc tính của Aerodactyl quá chán, cả ba cái không có cái nào thực sự hữu dụng. Cái thì ngăn đối thủ không ăn quả mọng, cái thì làm mất 2 điểm xuất chiêu của đối thủ, cái thì ngăn không nhận sát thương của các chiêu cảm tử. Nhưng Aerodactyl lại không có lấy một chiêu tấn công cảm tử nào. Nếu nó có Brave Bird thì chị đã không có gì để nói rồi. Thành ra thì dù có nhanh nhẹn nhưng đặc tính của nó từ Gen 1 tới giờ vẫn chưa được chăm chút kỹ lưỡng, khiến cho tiềm năng của nó ngày càng bị lu mờ bởi những Pokemon mới với đặc tính độc quyền và những chiêu thức độc quyền thú vị hơn rất nhiều. Hy vọng là Aerodactyl trong tương lai sẽ được bổ sung thêm những chiêu thức mạnh mẽ khác hoặc là những đặc tính hay ho khác để chúng ta có thể thấy con Pokemon này tung hoành đấu trường VGC cho đã con mắt. Và chúng ta đến hạng 6. Bước vào hạng này thì tôi nghĩ sẽ gọi tên Cleaver. Thật ra Cleaver thì vẫn chưa có cơ hội được thể hiện quá nhiều, nhưng về nội tại sức mạnh thì khá là đáng để cân nhắc trong một dàn Pokemon hệ đá mà tôi đã tìm hiểu và có cơ hội sử dụng. Đầu tiên là về song hệ thì bỏ đá là một song hệ không quá tốt, nhưng mà nó cũng không đến nỗi tệ. Nó chỉ bị khắc chế bởi 3 hệ và chỉ kháng được có 2 hệ. Để mà đánh giá thì đây là một song hệ an toàn và không có điểm yếu chí mạng nào, nhưng cũng không có gì nổi bật. Bộ chỉ số của nó thì đáng chú ý nhất là ở mạng tấn công vật lý 135, còn lại về tốc độ hay phòng thủ đều nằm ở mức khá. Với cái biểu đồ chỉ số này thì chúng ta cứ dồn hết cho việc tấn công, còn tốc độ để cho đồng đội lo là ok nhất. Vì sao nên tập trung vào tấn công
thì đây mới là lý do tôi nghĩ Cleaver xứng đáng đứng ở hàng này. Về mặt đặc tính, nó có hai cái vô cùng giá trị là Sharpness và Sheer Force. Sheer Force thì là đặc tính xóa bỏ hiệu ứng kèm theo của các chiêu thức, thay vào đó thì tăng thêm 30% sát thương cho các chiêu thức đó. Nếu nó cầm theo Life Up, vừa cộng dồn được thêm 30% sát thương, vừa không bị mất máu mỗi lượt. Lúc này thì các chiêu thức mà nó tung ra sẽ có sát thương tăng lên tận 69%. Với công vật lý 135 có sẵn thì thật khó khăn cho đối thủ để có thể sống sót đến 2 lượt. Sharpness là đặc tính tăng 50% sát thương cho các chiêu thức dạng chém, và chiêu thức độc quyền của nó là Stone Axe với sát thương cơ bản là 65. Nhờ đặc tính này sẽ tăng lên 98 điểm, kèm theo hiệu ứng rải đá tàn hình bên phía đối thủ. Giờ đây thì ngoài sát thương khủng khiếp mà nó gây ra, nó còn nhân tiện đặt ra đội bẫy tốt nhất để giúp đồng minh có lợi thế hơn trong trận đấu. Bên cạnh nó thì nó cũng có những chiêu thức dạng chém sẽ được búp sức mạnh cực kỳ đáng sợ nhờ vào đặc tính này. Ví dụ như là Excisor, sát thương từ 80 sẽ lên đến 120, chưa tính Stab hay bọ cộng dồn vào. Night Slash tăng từ 70 lên 105, dùng để khắc chế các Pokemon siêu linh và ma, mở rộng thêm phạm vi tấn công cho nó. Phải nói là cả hai đặc tính, nếu kết hợp với khả năng tấn công mạnh mẽ có sẵn, sẽ là hồi kết cho bất kỳ đối thủ nào bị Cleaver nhắm vào. Đương nhiên vấn đề của nó một lần nữa nằm ở tốc độ và khả năng chống chịu, nên nếu được thì ta vẫn cần đồng minh thiết lập tốc độ cho nó. Lúc đó thì công cuộc tàn phá của Cleaver sẽ suôn sẻ hơn. Cho đó thì theo tôi, Pokemon này sẽ là một thí sinh tiềm năng của gia đình bò ngựa nếu được hỗ trợ một cách hợp lý. Và chúng ta bắt đầu qua top 5. Ở vị trí này thì chắc chắn tôi đã lục lại một vài thành tích của các Pokemon hệ đá. Thật sự thì Pokemon hệ đá khá hiếm được sử dụng trong các giải đấu. Chiêu hệ đá thì được xài rất là nhiều. Chứ Pokemon hệ đá đứng một mình mà không gọi bão cát rất dễ bị tiễn lên đường. Mà gọi bão cát ra thì cũng cần đồng đội phù hợp, không là tự mình bóp team mình luôn. Và tôi đã tìm ra Gigalith cho vị trí này. Tuy ở thế hệ chính Gigalith không trở lại, nhưng xét theo quá trình càng quét sân đấu thì Pokemon này cũng thuộc hàng có tiếng có miếng. Về mặt chỉ số thì nó có một bộ chỉ số tạm gọi là khá cứng cáp ở mảng vật lý, đúng chất các Pokemon hệ đá. Nổi bật ở mảng công vật lý và thủ vật lý, lần lượt là 135 và 130. Thuộc đặc biệt của nó thì khá khá ở mảng 80, và tốc độ của nó thì rùa bò là 25. Nhưng nhờ đặc tính tạo ra bão cát, Sandstream, mà chỉ số phòng thủ đặc biệt của nó lúc này sẽ được tăng lên 50% thành 120, khiến cho nó trở nên cứng cáp hơn bao giờ hết. Với tốc độ cực kỳ chậm 25 thế này thì nó sẽ rất nhanh, nhanh hơn hết thảy những Pokemon khác trong căn phòng xảo thuật Trick Room. Bộ chiêu thức của nó cũng đa dạng những chiêu tấn công như là Rock Slide, Earthquake, Iron Head, Body Press. Nói chung thì đầy đủ bộ công cụ để nó tấn công. Nhờ vào việc gọi ra được lãnh địa bão cát, trợ lực phòng thủ cho mình, mà Gigalith dường như sẽ rất khó bị hạ gục. Ta cũng có thể thấy được độ phổ biến của Pelipper và Torkoal. Dù có bộ chỉ số không quá cao, nhưng do làm chủ được việc gọi ra thời tiết mà hai Pokemon này không bao giờ vắng mặt trên các đấu trường cả. Tỷ lệ sử dụng của những Pokemon được ban cho khả năng gọi thời tiết cũng cao hơn bình thường rất nhiều. Và nếu setup Trick Room thành công thì đây có thể trở thành một sweeper hạng nặng cho các nhà huấn luyện lựa chọn. Nhờ đó mà tỷ lệ sử dụng Gigalith qua từng năm tuy không quá nhiều, nhưng đều góp mặt đi chung với đội hình muốn sử dụng Trick Room. Chỉ có điều cái khiến Gigalith không được bật lên, dù cho nó có bộ chỉ số, đặc tính hay là bản chiêu thức đều rất tốt, là vì việc nó làm cũng đã có một Pokemon làm được tốt hơn. Thành ra tôi đành để cho nó ở hàng này, như là một Pokemon đại diện với biểu đồ chỉ số và khả năng tiêu biểu của hệ đá. Còn ở top cao hơn, cần phải có sự nổi bật nhiều hơn nữa. Ở hạng 4 thì Arcanine vùng Hisui sẽ là Pokemon ở vị trí này. Thật ra thì nó cũng chỉ mới được giới thiệu vào cuối thế hệ 8 mà thôi, nhưng cũng đã trở thành một Pokemon được sử dụng rất nhiều trong các giải đấu tranh chức vô địch thế giới. Vậy thì điều gì làm nên độ phổ biến của con sư tử đá này? Trước hết thì đồng ý một điểm là lửa và đá là một song hệ không tốt. Pokemon tuy chỉ sợ có 4 hệ, nhưng trong đó lại bị nhân 4 sát thương bởi hệ nước và đất. Mà hệ nước là một trong 3 hệ nòng cốt, team nào cũng ít nhất phải có một chiêu tấn công hệ nước hoặc là một Pokemon hệ nước đi theo. Dẫn đến thì Arcanine vùng Hisui rất dễ bị cho lên bảng điểm số nếu không được sử dụng hợp lý. Bù lại cho việc song hệ này thì nó có thể kháng được 6 hệ khác và khả năng tấn công cũng vô cùng rộng. Hisuian Arcanine là một Pokemon hệ đá hiếm hoi chuyên về mảng tấn công và có tốc độ ổn định nhất, nên các nhà huấn luyện có thể tận dụng được lợi thế này để tối ưu khả năng tấn công của hệ đá. Về mặt đặc tính thì nó có hai cái khá giá trị là Intimidate và Rock Head. Với Intimidate thì khỏi nói đây là một trong những đặc tính tốt nhất game rồi, khi nó có thể hạ được một bậc công vật lý của đối thủ mỗi khi ra sân, khống chế khả năng tấn công của kẻ thù, tăng khả năng chống chịu cho đồng minh. Còn về đặc tính đầu đá, Rock Head có khả năng bảo vệ Pokemon khỏi những chiêu tấn công cảm tử. Lúc này thì mấy chiêu dốc toàn lực như là Fair Blitz, Head Smash, Brave Bird sẽ không dội ngược sát thương cho Pokemon sử dụng. À ha, và có thể hiểu cái này giống như là bỏ qua định lực 3 Newton vậy đó. Và may mắn là Hisuian Arcanine hoàn toàn có đủ những chiêu thức tận dụng được đặc tính này, không giống như Aerodactyl chúng ta kể trên. Bạn muốn Arcanine hỗ trợ khống chế đối thủ cũng được, hãy sử dụng Intimidate. Muốn nó theo hướng tấn công kết liễu cũng được, hãy sử dụng đặc tính Rock Head.
rồi spam mấy chiêu như là Flare Blitz, Head Smash, Wild Charge để có thể kết liễu kẻ thù nhanh chóng. Mà chưa kể thì nó còn có chiêu ưu tiên được cộng 2 điểm làm nên tên tuổi của Dragonite, đó chính là Extreme Speed. Nhờ vào khả năng tấn công và khống chế đa dạng cho các nhà huấn luyện lựa chọn, lại tận dụng được sự nhanh nhẹn dù mang hệ đá trong người, thì Hisuian Arcanine đã trở thành đồng đội của khá nhà huấn luyện khi các giải đấu ở Gen 9 diễn ra. Và tôi cũng hy vọng là sẽ thấy được con sư tử đá này vào những thế hệ sau nữa. Sức mạnh của nó thì không thể nào chỉ dừng lại ở đây được. Và chúng ta sẽ qua đến top 3. Không như những hệ khác, nãy giờ tôi mới chọn ra được một Pokemon huyền thoại cho hệ này để mà đứng ở vị trí quý quân, đó chính là Terrakion. Terrakion là một trong bộ tứ ngự lâm của vùng Unova, mà song hệ là đá và giác đấu. Để mà nói thì song hệ này là một song hệ khá là ý ẹ, vì nó khiến Pokemon bị khắc chế bởi tận 7 hệ và chỉ kháng được có 6 hệ mà thôi. Tức là 1/3 số lượng Pokemon đều có thể khắc chế được Terrakion, nhưng bù lại thì nó có một bộ chỉ số mà hiếm có Pokemon hệ đá nào sở hữu. Đó là một biểu đồ nhận biết những Pokemon Sweeper, nổi bật ở mạng tấn công vật lý và tốc độ. Đa phần các Pokemon hệ đá rất hiếm gặp trên đấu trường, vì tụi nó có phòng thủ tốt đi chăng nữa thì hệ đá cũng có khá nhiều điểm yếu. Còn nếu tấn công tốt thì tốc độ lại quá chậm và cần đồng đội đi theo, dẫn đến thì người ta chỉ có thể mang theo chi thức hệ đá để bao phủ tầm đánh, chứ không thể nào mang theo một Pokemon hệ đá vì nó quá rủi ro. Nó không gánh được đồng đội mà nhiều khi cho đồng đội gánh ngược lại nó cũng không chừng. Cho nên một khi đã gặp được một Pokemon hệ đá vừa tấn công cao lại có tốc độ nhanh, đi kèm với chỉ số phòng thủ và sinh lực tương đối khá như Terrakion, thì các nhà huấn luyện cứ hốt liền hốt lẹ, mặc kệ cho nó có bao nhiêu điểm yếu đi chăng nữa. Song hệ đá và giác đấu lại khá thiên về mảng tấn công, vì như đã nói trên, đây là 2 trong 3 hệ tấn công tốt nhất. Cùng nhau thì song hệ này chinh phục được 8 hệ phổ biến trên đấu trường. Đặc tính của nó là Justify, với hiệu ứng tăng một bậc tấn công vật lý nếu bị đánh vào các chiêu thức hệ bóng tối. Và chiến thuật phổ biến nhưng luôn hiệu quả cho nó là đi chung với lại Whimsicott. Rồi Whimsicott cứ dùng chiêu Beat Up với một lượng sát thương kiến cắn vào Terrakion. Nói một chút về chiêu Beat Up, đây là một chiêu liên hoàn, đánh theo số lượt Pokemon trong đội hình. Nên nếu ở lượt đầu tiên trong đấu đôi, chiêu này sẽ đánh 3 lần và tăng 3 bậc tấn công vật lý cho Terrakion. Rồi với tốc độ vốn đã nhanh của mình, hoặc là nhận được hỗ trợ từ Tailwind của Whimsicott, thì Terrakion chỉ cần rải đá Rock Slide là cũng đủ để chết một mớ Pokemon của đối phương rồi. Rất khó để đội hình của bạn còn nguyên vẹn 4 thành viên nếu gặp phải bộ đôi này, và đội hình của tôi là một ví dụ. Bởi chiêu thức của Terrakion thì cực kỳ đa dạng các chiêu tấn công như là Rock Slide, Sacred Sword, Close Combat, High Horsepower, Ice Scissor, Poison Trap, Zen Headbutt để đủ counter phần lớn những Pokemon khắc tinh của nó. Nhờ đó thì Terrakion cũng đã góp mặt kha khá trong các giải đấu, lai ra qua từng năm. Tuy chưa có năm nào thực sự bùng nổ, nhưng ít ra giữa một dàn Pokemon mới được giới thiệu thì người ta vẫn nhớ đến Terrakion để lựa chọn, như là một Pokemon tấn công hệ đá gây ra được nhiều đe dọa nhất với đối thủ. Và chúng ta sẽ ở vị trí Á quân. Áo quân thì tôi cũng đã khá đắn đo và suy nghĩ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Garganako xứng đáng ở vị trí này nhất. Dù cho nó chỉ mới xuất hiện trong thế hệ 9 này mà thôi, vẫn cần có một đường dài để mà khẳng định. Nhưng thật sự một phần là hệ đá rất ít Pokemon đủ bền bỉ trên đấu trường, một phần là nếu tách bạch mọi sự hỗ trợ từ cơ chế Terra và áp bất kỳ cơ chế nào vào người Garganako, thì nó cũng sẽ là một Pokemon đầy đủ lợi thế cho các nhà huấn luyện nếu muốn sử dụng. Nó có một bộ chỉ số phân bố cực kỳ hợp lý, bỏ qua luôn mảng tấn công đặc biệt và tốc độ mà dồn rất cho mảng sinh lực, phòng thủ vật lý và thủ đặc biệt. Rồi khả năng tấn công cũng nằm ở mức khá luôn, không như những Pokemon tăng cơ khác. Vì mang đơn hệ đá, điểm mạnh điểm yếu của hệ đá nó cũng có đủ. Giờ đây thì nó có một đặc tính độc quyền, đó chính là Purifying Salt, muối trừ tà, với hai công dụng chính. Một là ngăn chặn Pokemon không rơi vào bất kỳ trạng thái xấu nào. Hai là giúp giảm 1/2 sát thương đến từ hệ ma. Nói cái việc ngăn chặn được trạng thái xấu là đã quá giá trị đối với những Pokemon bình thường, chứ đừng nói chi là Pokemon chống chịu như là Garganako. Nó sẽ không bị ru ngủ, bị bỏng, bị tê liệt hay là bị đau độc bởi chiêu Toxic, một chiến thuật ti cũ nhưng luôn hiệu quả nếu muốn xóa bỏ Pokemon tăng cơ bên đội đối phương. Cái hiệu ứng của Purifying Salt tốt hơn Shield Down của Mineo rất nhiều, vì vỏ của Mineo nếu mà rơi ra thì hiệu ứng này cũng mất, còn Garganako hiệu ứng này sẽ tồn tại vĩnh viễn luôn. Giờ đây thì giảm 1/2 sát thương đến từ hệ ma, giúp cho khả năng chống chịu của nó là được tăng thêm nữa. Chưa hết là về các tuyệt kỹ mà nó có. Chiêu độc quyền Soul Cure, chiêu này chỉ có sát thương là 40 mà thôi, nhưng bù lại sẽ làm mất 1/8 HP mỗi lượt của các Pokemon đối phương. Còn đối với những Pokemon mang hệ nước và thép, muối ăn mòn sẽ ăn hết 1/4 HP mỗi lượt của các Pokemon này. Hiệu ứng ăn mòn này sẽ tồn tại cho đến khi Pokemon rút về bóng. Đứng càng lâu trên sân thì tỷ lệ đi bán muối với ông bà là rất cao. Đây cũng là một công cụ rút máu rất tuyệt vời khi Garganako vốn là một Pokemon trụ sân khá tốt. Hệ đá thì gây được sát thương lên tất cả các hệ, nên là Pokemon nào cũng có khả năng bị dính chiêu muối ăn mòn này hết. À quên, nó còn học được Recover nữa, nên nó có thể vừa hồi lại lượng máu mà đối thủ đã chật vật gây ra,
vừa nhìn đối thủ từ từ mà ngã xuống. Do vậy thì dù chỉ mới xuất hiện 2 năm thôi, nhưng tỷ lệ sử dụng Garganacle là nhiều vô số kể. Dự đoán là càng về sau, Pokemon này sẽ càng được sử dụng nhiều hơn nhờ vào đặc tính kháng trạng thái xấu của nó, cũng như chi độc quyền mà nó có. Và chờ đợi đã lâu, bây giờ chúng ta sẽ qua đến hạng 1. Hạng 1 thì tôi đoán không ai có thể phủ nhận được Tyranitar nữa. Đích thị nó là một Pokemon hệ đá tốt nhất kể từ khi ra mắt vào Gen 2 đến tận bây giờ. Về sông hệ thì đúng là đá vào bóng tối rất chật vật trước rất nhiều hệ, trong đó thì giác đấu là nỗi sợ lớn nhất của nó. Nhưng vì nó có hệ bóng tối trong người nên nó cũng khó bị quấy rối bởi những Pokemon hỗ trợ có đặc tính Prankster. Bù lại cho việc phòng thủ hệ kém thì do là một á thần nên chỉ số của nó cũng vô cùng dồi dào, với sinh lực, phòng thủ, tấn công vật lý vô cùng cao. Phải nói là rất hiếm Pokemon hệ đá nào mà cả hai mảng thủ vật lý và thủ đặc biệt đều từ 100 trở lên, khiến cho nó nổi bật hoàn toàn so với những Pokemon hệ đá khác. Tuy tốc độ của nó chỉ có 61 mà thôi, nhưng đã mang trong mình một chỉ số chống chịu tốt, khi tốc độ không còn là vấn đề nữa. Chưa hết thì kể cả khi nó đã có chỉ số tốt như vậy, nó cũng là một trong 3 Pokemon duy nhất có thể gọi ra thời tiết bão cát khi mới vào sân. Mà như đã nói trên, bão cát có thể tăng thêm 50% thủ đặc biệt cho các Pokemon hệ đá. Nhờ vào đó mà sự vững chắc của Tyranitar lại càng được củng cố hơn nữa. Thực ra lúc này thì Tyranitar có thể phù hợp đi theo cả hai hướng, một là có thể tấn công, hai là theo hướng tăng cơ chống chịu và quấy rối thì đều được hết. Trong bão cát thì rất khó cho mấy đứa xài phép có thể bắn hạ được Tyranitar lắm. Bộ chỉ số và đặc tính vốn là tốt như vậy rồi thì bộ chiêu thức lại càng phong phú và đa dạng hơn nữa. Nó có đầy đủ các chiêu thức tấn công mạnh mẽ như là Knock Off, Rock Slide, Earthquake, Iron Head, cho đến các chiêu hỗ trợ như là Thunder Wave, Taunt, Helping Hand, cùng nhiều chiêu tấn công bao phủ hệ khác, đầy đủ cho các nhà huấn luyện lựa chọn. Linh hoạt trong cả tấn công và phòng thủ như vậy nên Tyranitar đã góp mặt không biết bao nhiêu đội hình trong các giải đấu chuyên nghiệp, bùng nổ nhất vào năm 2020, rồi lai ra đi đâu cũng thấy vào năm 2023 và chiến thắng giải vô địch thế giới vào năm 2012. Phải nói Tyranitar là tổng hòa của rất nhiều yếu tố có lợi bạn có thể tìm thấy ở một Pokemon. Đặc tính tạo ra lĩnh địa cực tốt cho bản thân và đồng minh, một chỉ số vừa công vừa thủ, được bổ trợ bởi đặc tính một cách tối ưu. Bởi chiêu thức thì phong phú và đa dạng, còn sông hệ thì thôi cái sông hệ thì cho phép bỏ qua đi ha. Qua bao nhiêu thế hệ rồi mà cứ sơ hở là Tyranitar sẽ trỗi dậy và quậy đục nước đấu trường một thời gian, chứ đừng nói chi là những format cấm sử dụng huyền thoại. Chúng ta có thể thấy được Pokemon á thần này tiếp tục tung hoành trong thời gian tới đây rất nhiều, cho thấy phong độ của Tyranitar không bao giờ giảm sút dù đã hơn 20 năm trôi qua. Và đó chính là 8 Pokemon mà theo tôi là tốt nhất của hệ đá. Theo quan điểm của các bạn thì vị trí trong top 8 này có cần thay đổi gì không? Và có những Pokemon nào các bạn muốn bổ sung, hãy cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tuần sau. Bye!